chùa của anh chị em. Chúng ta tới đây để chúng ta tiến đưa và cầu nguyện cho cô Maria Nguyễn Thị Tuyết. Xin Chúa ban bình an cho cô và ban bình an cho gia đình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con thầm mong ước. Chúng con cầu xin Chúa thương đến người chị em của chúng con mới lìa bỏ trần gian. Ước chi cô Maria Nguyễn Thị Tuyết được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ được Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Trong nào